Công nhận cái cây bưởi của mình có nhiều trái. Ở đây có cặp bưởi nè. Ủa mà chín chưa ta? Bưởi da xanh này sao nó không chịu chín vàng? Ôi bên kia có trái hạnh chín vàng kìa. Chắc nó ngọt hơn trái bưởi luôn á. Nói ăn coi. Trái hạnh. Chua. Ủa cái vô của mình bị hư rồi. Héo đột luôn rồi. Chẳng lẽ nó bị đuông ăn hả ta? À chắc bị đuông ăn rồi, mấy con đuông này mày chết với không? Giờ làm sao đi bắt nó bây giờ? À anh Sáu, anh Sáu ơi, anh Sáu ơi, anh Sáu. Ủa, cái gì sao? Sao anh Sáu, vô đây. Gì? Mấy con đuông vừa nó ăn hết cái vô em mà bây giờ làm sao bắt đi anh Sáu? Trời ơi. Cái dừa ngon lành vậy mà nó ăn hư luôn rồi. Mấy con đuông này đúng là nó phá hoại thiệt. Được, anh sẽ giúp mày bắt nó. Rồi mình sẽ lấy cây cưa mình cưa luôn cái dừa mà rồi xuống mình bắt nó. Ok không? Ok ok. Đi đi. Em có cưa xịn lắm, đi em cưa cho. Ồ, cái cây cưa này đi. Cưa đi. Yêu đi mà. Mệt quá anh Sao ơi. Rồi, để em cưa phụ gáp. Ôi, dạy rồi anh Sao ơi, mừng quá, mừng quá, vậy làm sao nữa anh Sao? Rồi, giờ bây giờ mình sẽ chặt ra con đường đó ở trong cái cổ hũ giữa, chặt ra đi. Rồi, chặt. Ờ có cái vườn luôn nè anh Sáu ơi, chặt vườn đi anh Sáu. Thôi rồi. Ồ cái vườn này ngon à. Rồi em uống nha anh Sáu. Ui. Nó ngon. Ờ à, có kén, kén, kén. Kén rồi kìa. Không, kén không, rồi. Không có. Trời ơi kén này già nè, nó mở đường đi rồi nè. Đi rồi. Thường á là ở dưới đây là con già, phần ở trên này nè nó mới có con non được. Để chặt tiếp. Ờ à, đây ơi. Ồ, đây có kén. Không còn có không? Ôi, cái kén này cũng già luôn rồi. Đi hết luôn rồi. Đi rồi. Ôi trời. Thôi à, chặt tiếp ba. Chặt tiếp đi. Ồ, có kén nữa hả? Ừ. Không. Kén này còn nguyên này, chắc có. Ồ nè. Ôi. Còn nó xíu nó còn. Ăn được không? Này nó bắt đầu nó tượng cánh rồi nè. Đó. Ồ, nó hơi bị dập, mình đập nó hơi dập rồi. Đó, còn nó non này nè. Ăn được không? Được. Chờ bỏ hao đi. Bỏ hao quá. Ồ, có rồi. Có kén kìa. Ồ, cái kén này con nè. Con. Ôi con này già. Ủa già rồi. Ôi con này già nè. Ôi con này nè. Cái mũi này nè là nó ngoái vô cây dừa ngáo. Ờ. Nhọn không? Ừ. Ủa nó nhọn nó cứng cái vậy? Cứng lắm, mũi nó để chọt vô cây dừa mà. Thấy không? Con này nó mới già nó tự kén rồi nè. Đâu coi cái kén này có không? Cầm đây đéo. Nè, kén này còn nguyên nè. Còn nguyên. Có hy vọng rồi. Có cái hy vọng. Chắc ngon lắm á. Ồ. Ồ. Nè. Quá wow, ngon luôn. Thấy chưa? Sống tươi sống. Ừ còn sống luôn. Ăn được không? Ăn được không? Ồ. Thấy chưa? Đó, đây là con đuông đó nha. Đây cái con này nè, 11 là nó nở thành cái con bự này. Thấy chưa? Đó. Bây giờ cái con này nè, hồi để mình làm món, có món ngon lắm ngáo. Món gì? Để tao sẽ chỉ mày sao. Rồi. Bỏ vô thao đi. Bỏ vô thao. Ôi tụi này có này kia không? Nè nè. Ồ, ở một kén, ở đây kén nữa nè không? Kén này nó chui ra dừa nè. Đâu? Có lỗ rồi. Ừ, đâu lỗ coi coi. Không có rồi. Kén nó già rồi. Đây nè, này chưa có lỗ nè. Ờ đi em lột ra. Rồi. Ồ. Cái con này nó hơi già rồi. Ồ. Đó. Nhúc nhích luôn. Ừ. Đã quá à. Rồi, bỏ vô bao cho thao đi. Rồi. Đây luôn nè. Đâu con.
Ủa, con này già rồi. Con này già. Nó nở ra rồi. Thôi, bỏ vô, bỏ vô. Bỏ vô. Ồ, đây có kén nữa thôi. Ồ, kén nó đèn đèn, nó không có mới á. Kén nó còn nguyên, nó chưa chui ra. Còn con. Có con, có con. Hay quá. Ôi, con già luôn rồi. Biết lắm mà, nó cũ xèm rồi. Ồ, già ăn rồi. Thôi, thôi, bỏ vô, bỏ vô. Rồi, được ba con rồi. Cái con này bay cho nên mình sẽ bỏ vô bọc nha. Đó. Rồi mấy con non á mình bỏ vô thao. Rồi, chặt tiếp, chặt tiếp. Ôi trời ơi, quá trời luôn á ơi. Hả? Thôi. Thôi. Đó, từ từ từ. Bỏ trong cái trong mấy cái bẹ này nè. Nó trong cái mấy cái bẹ nè. Nè nè, con cái nè. Nè, đó, cái kén này còn nguyên này ngáo. Còn nguyên mới tinh luôn. Mới luôn nè. Vậy con non á. Non chắc ăn được á. Đó, tao biết mà. Thấy chưa? Nó như chín chín chín. Còn nó u nằn ha. Có lằn luôn. Rồi bỏ vô bọc đi. Ôi nè. Nè, gỡ kén nó đi. Còn kén trong đây nữa. Nhiều kén quá đây này. Kén này còn nguyên luôn nè. Kén này cái mới nè. Chắc là con kén này xịt nước rồi, con chắc bóp mạnh quá. Đây, kén này còn nguyên nè. Đó. Con này có nhộng rồi, nó ra nhộng rồi. Rồi. Con đó cũng nhộng luôn á. Rồi. Đây nè, đây. Đâu sao? Nè, mở đi. Rồi mở. Em có kinh nghiệm em sẽ không mở mạnh nữa nó sẽ chết. Sẽ dập. Bẻ ở giữa. Ờ đây. Con này nó sẽ sao á, anh sao? Nó già già rồi đó, nó hơi già già rồi. À. Nó thành nhộng nhưng mà nhộng già. Nó hết nhúc nhích luôn rồi. Ừ. Nó sắp thành con cứng luôn rồi đó. Thôi. Đây. Đâu. Cái con này nó không có kén luôn. Đúng rồi. Nè. Bự chưa bá luôn. Bự hơn nãy con rất nhiều luôn. Ơ đây. Đây nó nè. Ở mấy con này bự rất nhiều luôn. Ồ. Mập tù lâu quá ha. Đúng rồi. Ủn ỉn thấy không? Rồi. Bỏ vô đi. Đồ quỷ phá hoại. Ồ, trong cái đọt này nè, cái đọt non nó tuốt lên đọt này. Nó làm nhũng ra luôn hết luôn rồi. Bởi vì cây dừa nó chết luôn không phải rồi mà. Mấy con này cũng phá hoại lắm. Đây. Ồ, có kén. Kén này mới nè, mới toàn luôn. Tôi chuẩn bị thao sẵn này, bỏ vô luôn nè. Đó, chưa. Kén này ngon quá vậy. Ừ, còn nó không mà. Ồ, cái kén nó công nhận chắc lắm á nha. Con nhận con đuông này nó hay gì chứ. Làm sao hay dữ vậy? Ừ. Nó mềm xèo vậy sao nó làm kén được hay vậy? Ồ, phải chưa. Đó, mày nằm trong đây hả? Nó đợi nó phát triển thành như thế này nè. Đây là nhộng. Nhộng nó nở thành nhộng đó, xong nó thành con già luôn. Ủa anh Sáu, sao cái này con này nó mềm xèo mà sao làm cái kén được hay vậy? Kén cứng cáp hơn con này luôn. Đi nè. Cái mỏ nè. Hai cái răng nanh nó không? Nó cắn ghê lắm á. Hai cái răng nanh nó rất là cứng và bén. Nó tự làm cái kén luôn. Đúng vậy. Wow. Rồi. Hôm nay còn không? Tuốt trên đọt luôn rồi. Đang banh xì, cây dừa đen xì luôn mà. Chết đen xì rồi. Cái này. Hỏi dưới đây coi. Đó. Nó ăn quá trời hư cây dừa. Hư hết luôn. Đó. Cái này hết rồi. Ăn là húi luôn rồi, húi cây cổ hủ luôn. Hết rồi. Cái này là đọt rồi đó. Lên đọt luôn rồi. Trên đây hết rồi. Ok. Em với anh bắt mấy con này tới tối luôn rồi. Ừ, thôi kệ, chán bắt cho xong đi rồi mình về. Ủa. Ừ. Ủa, nãy em môi nữa nè. Ồ, nó ăn banh cây dừa trong củ hủ này. Đúng rồi, nó húi quắc luôn rồi. Đó, nó nhầy. Trong đây coi chừng nó có đó. Nó húi quắc luôn. Nhừ luôn rồi. Đây, con này. Ồ, con nhỏ xíu luôn. Nó chưa làm kén gì mốt.
nó nhỏ xíu gì nó chưa làm kén được, nó bự lên nó mới làm kén được. Ừ, nó ăn chỗ bự lên, nó ăn nữa nó mới bự lên, nó có sức nó làm. Đúng rồi, vậy là con khúc trong đây toàn là nhỏ thôi à. Cái này xuống đất rồi. Đây đây, chạy hả mẩm. Hả? Rồi. Sai. Thầy chạy con mập nè. Ôi con bự quá vậy. Bỏ vô. Bự quá rồi. Đây nè, đây nè. Ồ, có con nhỏ nữa nè. Ồ, con nhỏ luôn. Con nhỏ trong đây nó không có làm kén được. Con bự nãy thấy toàn cái kén bự không, mà chắc mấy con nó bự dữ lắm nó mới làm kén được. Ừ, hồi nãy có con bự mà nó không làm kén là biết sao. Nó chưa, nó sắp làm à. Ừ, con đó nó làm biến, nó không làm. Làm biến luôn. Đó, nó ăn nhầy 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 hết luôn. Đó, một em nữa nè. Oh. Ừ, trong củ hủ này nó không chịu làm kén. Nó trong đây nó kiểu như nó ăn ngon quá rồi. Nó phê đó. Cái cây này nó cứng ngắc, nó sao làm ngày ngày được hay vậy? Đã, nó có cái răng nó vừa cứng vừa bén của nó đó. Nó ăn cắn tới thứ gì luôn á. Mình đưa chim ra nó cắn đứt chim liền đấy. Ghê quá đi. Ừ. Cuối cùng rồi. Đâu coi bắt được nhiêu đâu. Nhiêu đây. Đó. Với cái con già đâu. Nó già. Ôi, nó lủng bọc rồi. Nó lủng bọc còn có một con nè. Ủa còn con vậy? Nó lủng bọc nó ra hết rồi. Thôi, chuyện gốc cuộc mình có nhiêu đây thôi. Rồi, chờ mình về thôi. Đi. Đi thôi.